Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thỏa mong đợi của fan Dương Tử và Tiêu Chiến tái hợp. Có thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến sắp tái hợp cùng nhau. Dương Tử và Tiêu Chiến từng gây sốt màn ảnh nhỏ khi hợp tác trong dự án phim truyền hình. Dương xin chỉ giáo nhiều hơn. Không chỉ là những đỉnh lưu đình đám của showbiz, cặp đôi còn sở hữu ngoại hình đẹp đôi nên được khán giả hết lòng đẩy thuyền. Sau khi phim kết thúc, fan vẫn luôn mong đợi Dương Tử và Tiêu Chiến có thể hợp tác trong một dự án khác. Tuy nhiên khả năng này khá mong manh. Mới đây trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến hoàn toàn có cơ hội tái hợp. Trước đó, dự án phim Thừa Hoa Ký đã liên tục xuất hiện tin tức đã đàm phán được với Dương Tử cho vai nữ chính. Hiện phía nhà sản xuất đang tìm kiếm nam chính phù hợp để chuẩn bị cho việc khai máy vào thời gian tới. Hiện các blogger xứ Trung đang rầm rộ chia sẻ thông tin cho phía nhà sản xuất Thừa Hoa Ký đang bàn bạc mời Tiêu Chiến là nam chính. Sau cơn sốt, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Việc Tiêu Chiến và Dương Tử tái hợp chắc chắn sẽ khiến khán giả cực kỳ mong đợi. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều cho rằng khả năng cặp đôi đỉnh lưu lượng này tái hợp là không cao. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng việc Dương Tử và Tiêu Chiến tái hợp thời điểm này là hoàn toàn có thể. Mới đây, Dương Tử đã gần như hoàn toàn hết các cảnh quay trong phim dự án hiện tại 199 Tình Yêu. Trong khi đó, kể từ Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến vẫn chưa nhận dự án phim mới. Điều này không có dự án chuẩn bị việc khai máy, nên dân tình cho rằng khả năng cặp đôi tái hợp ở Thừa Hoàng Ký rất lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là tin tức cho phía blogger đưa ra. Hiện Dương Tử và Tiêu Chiến đều không có bất kỳ động thái nào liên quan đến việc sẽ gặp mặt. Hiện Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ không có bất kỳ động thái nào liên quan đến việc sẽ gặp mặt dở dự án phim Thừa Hoa Ký. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.